rằng thiên phàm thiên cùng là bằng trời vô tượng được mà. Hương em hồi hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung thường được dạ, con thành kính định lực. Đại tri ân thường tâm hạnh là từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với cô nghe pháp và Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5.000 năm. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng khắp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh mến chào Thi An Lạc, kính chào Phúc Thành, mến chào Xích Rạng Đông, kính chào Xích Tám Gió, kính chào Buông Bỏ. Dạ, đoạn cuối mắc mờ đọc ngược đọc lộn hả? Dạ, cái kinh của Nhật Quỳnh là đọc y vậy đó, không biết là do kinh in lộn hay sao đó, Buông Bỏ ơi. Dạ, cuốn kinh này là cuốn kinh của kinh tụng kinh Nhật tụng Nhật hành Bali Việt đó. Dạ, chắc có lẽ là đọc chắc là cuốn kinh là in như vậy. Dạ, chứ không có phải Phật Thát Xá là xúc hả? Dạ, không biết sao nữa. Dạ, Nhật Quỳnh là đọc theo kinh đó. Dạ, nhà khi xúc chạm việc đời. Dạ, cái đoạn này ở bên cái kinh Nhật hành của ngài Hộ Tông á thì có đoạn 10 thôi, nhưng mà đây sắp ra tới đoạn 11. Dạ, nên Nhật Quỳnh cũng không có rành Bali lắm đâu. Dạ, kinh sao đọc gì? Dạ, tròn vậy là nếu vậy chắc là Nhật Quỳnh đọc lộn hay sao. Dạ, khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Dạ, không biết là nó sai chỗ nào. Dạ, nên ở bản kinh dịch là như vậy, nên Nhật Quỳnh không biết sao. Dạ, nếu có gì để Nhật Quỳnh hỏi lại quý sư ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, để Nhật Quỳnh vào room Phật giáo Nam truyền, Nhật Quỳnh sẽ hỏi ngài Trí Đức để Nhật Quỳnh sửa cho đúng ạ. Dạ, được rồi. Dạ, để Nhật Quỳnh sẽ hỏi lại ngài Trí Đức để Nhật Quỳnh sửa lại. Dạ, không sao. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết đọc sai để Nhật Quỳnh sửa. Dạ, Nhật Quỳnh rất là trân trọng lời ban đi. Dạ, con tri ân sư. Dạ, để Nhật Bình mà dạ, coi lại ạ. Dạ, dạ, con tri y răng và cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, để con chào lại. Dạ, con hướng là đảnh lễ để Đức Đại Nhẫn vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ, kính chào Buông Bỏ, ngài mến chào Sích Trần Đạo, kính chào Hộ Trì Pháp, mến chào Sích Trang Thư, kính chào mến chào cô nghe pháp. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, con một lần nữa con cũng tri ân thượng tọa Minh Hạnh cũng như đạo tràng. Cho biết con đọc đoạn kinh đã sai và để con sửa lại ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, bây giờ thì
con sẽ bớt câu mà kinh tiểu bộ kinh vừa rồi mình học đoạn số 4 La Mã và số 5 La Mã, và con sẽ bớt ra, con cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn và sư có thể tiên phong và đọc trước. Sư nhìn vô màn hình, con sẽ post ra từ từ để sư đọc. Nam mô Bụt Tha Giá, và con kính nhân bích đến sư. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con cung kính đảnh lễ giáo pháp, con cung kính đảnh lễ chư tăng. Thân chào tất cả quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý Phật tử. Con cung kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Thượng tọa Thanh Tâm cùng chư đại đức tăng mà con không biết tên. Bây giờ sư xin đọc, con xin cô bốt lên để sư đọc bài kinh cho. Đức Pháp Tân về chắc hơi trễ đó. Tại vì Đức Pháp Tân đi đám ma, mẹ cô Út ở trên gì mới mất, của cái cô Phật tử sư cũng mới đi đám ma về, nên quý vị hơi trễ một chút xíu ạ. Và bây giờ thì quý vị bốt bài lên sư đọc ạ. Dạ, con xin được đọc kinh tiểu bộ ạ. Dạ. Điều này được Đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ta không thấy một chiền cái nào khác do bị bao trùm bởi chiền cái ấy. Chúng sanh trong một thời gian dài lưu chuyển. Này các tỳ kheo, tức là vô minh chiền cái. Này các tỳ kheo, bị bao trùm bởi vô minh chiền cái. Chúng sanh trong một thời gian dài chạy dài lưu chuyển. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Không có một pháp khác quần sanh bị bao phủ, ngày đêm nu chảy. Quần ngày đêm chạy lưu chuyển như bao phủ bởi si, và ai đoạn diệt si đâm thủng khối u ám, họ không lưu chuyển nữa, trong họ nhân không còn. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ta không thấy một kiết sử nào khác do bị cột bởi kiết sử ấy. Chúng sanh trong một thời gian dài chạy dài lưu chuyển. Này các tỳ kheo, tức là ái kiết sử. Này các tỳ kheo, bị cột với ái kiết sử. Chúng sanh trong một thời gian dài chạy dài lưu chuyển. Thế Tôn nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Người có ái làm bạn thời gian dài lưu chuyển, không vượt được lưu chuyển, sanh hữu vậy hay khác, ai biết nguy hiểm này, biết ái tác thành khổ. Bỏ ái không chấp trước, tỳ kheo giữ chánh niệm, bỏ gia đình xuất gia, sống nếp sống như vậy. Ý nghĩa này được Đức Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và bây giờ chúng đã đọc xong với phước báu này xin chia đến tất cả chư thiên, và xin chia phước này đến mẹ của chị Út vừa mới mất được sanh về lơ nhàn cảnh, và phước báu này đến tất cả thân bằng quyến thuộc và đạo hữu. Mong cho tất cả quý ngài và quý vị luôn được sự an vui. Con xin xuống mít. Đại đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng kính lễ cô tu nữ
chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Rạng Đông cho biết tín hiệu nghe rõ chị. Dạ, con xin đọc đoạn số 14 của kinh Tiểu Bộ. Điều này được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ta không thấy một triền cái nào khác do bị bao trùm bởi triền cái ấy. Chúng sanh trong một thời gian dài lưu chuyển. Này các tỳ kheo, tức là vô minh triền cái. Này các tỳ kheo, bị bao trùm bởi vô minh triền cái. Chúng sanh trong một thời gian dài chạy dài lưu chuyển. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Không có một pháp khác quần sanh bị bao phủ, ngày đêm chạy lưu chuyển như bao phủ bởi si. Và ai đoạn diệt si, đâm thủng khối u ám, họ không lưu chuyển nữa. Trong họ nhân không còn. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Đoạn 15. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ta không thấy một kiết sử nào khác do bị cột bởi kiết sử ấy. Chúng sanh trong một thời gian dài chạy dài lưu chuyển. Này các tỳ kheo, tức là ái kiết sử. Này các tỳ kheo, bị cột với ái kiết sử. Chúng sanh trong một thời gian dài chạy dài lưu. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Người có ái làm bạn, thời gian dài lưu chuyển, không vượt được lưu chuyển, sanh hữu vậy hay khác. Ai biết nguy hiểm này, biết ái tác thành khổ, bỏ ái không chấp trước, tỳ kheo giữ chánh niệm, bỏ gia đình xuất gia, sống nếp sống như vậy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, cảm ơn chị Nhật Bình đã bói bài ạ. Dạ, xin gửi mic lại cho chị Rạng Đông. Sa thú chị Trần Đạo, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, dặn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Sư Tuệ Nhẫn, cô tu nữ Thầm Á Chá Rí. Con xin kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kính đọc bài kinh Tiểu Bộ đoạn 14. Điều này được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ta không thấy một triền cái nào khác do bị bao trùm bởi triền cái ấy. Chúng sanh trong một thời gian dài lưu chuyển. Này các tỷ kheo, tức là vô minh triền cái. Này các tỷ kheo, bị bao trùm bởi vô minh triền cái. Chúng sanh trong một thời gian dài chạy dài lưu chuyển. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Không có một pháp khác quần sanh bị bao phủ, ngày đêm chạy lưu chuyển như bao phủ bởi si. Và ai đoạn diệt si, đâm thủng khối u ám, họ không lưu chuyển nữa. Trong họ nhân không còn. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Đoạn 15. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ta không thấy sự nào khác do bị cột bởi kiết sử ấy. Chúng sanh trong một thời gian dài chạy dài lưu chuyển.
Này các tỷ kheo, tức là ái kiết sử. Này các tỷ kheo, bị cột với ái kiết sử. Chúng sanh trong một thời gian dài, chạy dài, lưu chuyển. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Người ai? Người có ái làm bạn, thời gian dài lưu chuyển, không dược được lưu chuyển. Sanh hay khác, ai biết nguy hiểm này, biết ái tác thành khổ, bỏ ái không chấp trước, tỷ theo giữ chánh niệm, bỏ gia đình xuất gia, sống nếp sống như vậy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ. Kính mời cô nghe pháp nha. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính lĩnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp, Đức Tăng. Con kính lĩnh lễ Thiền Tọa Minh Hạnh. Kính chào với cô ngữ. Dạ con xin đọc bài. Điều này được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ta không thấy một truyền cái nào khác do bị bao trùm bởi truyền cái ấy. Chúng sanh trong một thời gian lưu chuyển. Này các tỳ kheo, tức là vô minh truyền cái. Này các tỳ kheo, bị bao trùm bởi vô minh truyền cái. Chúng sanh trong một thời gian dài, chạy dài lưu chuyển. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Không có một pháp khác quần sanh bị bao phủ, ngày đêm chạy lưu chuyển như bao phủ bởi si, và ai đoạn diệt si đâm thủng khối u ám, họ không lưu chuyển nữa trong họ. Nhưng không còn ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ta không thấy một kiết sử nào khác do bị bọt cột bởi kiết sử ấy. Chúng sanh trong một thời gian dài, chạy dài, lưu chuyển. Này các tỳ kheo, tức là ái kiết sử. Này các tỳ kheo, bị cột với ái kiết sử. Chúng sanh trong một thời gian dài, chạy dài, lưu chuyển. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Người có ái làm bạn thời gian dài, lưu không được lưu chuyển. Sanh hữu vậy hay khác, ai biết nguy hiểm này, biết ái tác thành khổ, bỏ ái không chấp trước, thì kheo giữ chánh niệm, bỏ gia đình xuất gia, sống nếp sống như vậy. Ý nghĩa được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và nghe pháp đã đọc bài xong, mến mời bằng tay kế tiếp. Và không có bằng tay kế tiếp, Xích Nhật Quỳnh nha. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô nghe pháp. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, cô tu nữ Tham Mái Chá Rí có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt Trần Đạo cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Sẵn Đông. Dạ, cô tu nữ Tham Mái Chá Rí có nghe được âm thanh của Nhật Bình không cô? Cô có thể cầm mic không? Cô cho Nhật Bình một tín hiệu ạ. Dạ, kính chào anh chị Phan Quang Liêm đi vào Đạo Tràng. Kính chào Phật Vương, kính chào học Phật Pháp Online vừa vào Đạo Tràng. Và mến chào Xích Hoa Nguyệt. Dạ, cô cầm mic được không cô? Nhật Quỳnh nhường mic cho cô nha. Dạ, Nam
mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Con kính dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã biết là nghe rõ. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và những đức mẹ mà con được biết. Dạ sau đây con xin phép đọc tiểu bộ kinh. Dạ, xin kính chào hết quý vị ạ. Dạ, sau đây con xin phép được đọc ạ. Điều này được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ta không thấy một triền cái nào khác do bị bao trùm bởi triền cái ấy. Chúng sanh trong một thời gian dài lưu chuyển. Các bạn có nghe không? Này các tỳ kheo, tức là vô minh triền cái. Này các tỳ kheo, bị bao trùm bởi vô minh triền cái trong thời gian dài chạy dài lưu chuyển. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Không có một pháp nào quần sanh bị phủ ngày đêm lưu chuyển như bao phủ bởi si, và ai đoạn diệt si đơn thủng khối u ám, họ không lưu chuyển nữa. Trong họ nhân không còn. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Tiểu bộ kinh số 8. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, ta không thấy một kiết sử nào khác do bị cột bởi kiết sử ấy. Chúng sanh trong một thời gian dài chạy dài lưu chuyển. Này các tỳ kheo, tức là ái kiết sử. Này các tỳ kheo, bị cột bởi ái kiết sử. Chúng sanh trong một thời gian dài chạy dài lưu chuyển. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này đã được nói đến. Người có ái làm bạn thời gian dài lưu chuyển, không vượt được lưu chuyển sanh hữu vận vậy hay khác. Ai biết nguy hiểm này, biết ái tác thành khổ, bỏ ái không chấp trước, tỷ kheo giữ chánh niệm, bỏ gia đình xuất gia, sống nếp sống như vậy. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Con đã đọc xong rồi, xin mời cô Nhật Quỳnh lên mic nhầm nha. Con cứ lên đây thật cả phát tầng. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Chá Trí. Dạ, cảm ơn Thích Trạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy, dạ, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tăng cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài đoạn 14 và 15 của tiểu bộ kinh. Và Nhật Quỳnh cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Chá Trí, câu nghe pháp Xích Rạng Đông, Xích Trần Đạo đã hoan hỷ lên đọc lại chánh kinh. Và kính bạch thượng tọa Pháp Tăng, và lúc nãy con điện cho sư thì sư biểu con coi bài rồi á bạch sư, con thấy cái đoạn 16 và 17 đó.
nó tương đồng với nhau, thì con định là học bài đoạn 16, 17 và có được không sư, có thêm bớt gì không, sư cho con một tín hiệu ạ. Và bây giờ thì mình kính mời quý vị cùng với mình lắng tâm thanh tịnh cung thịnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được nghe thượng tọa Pháp Tăng thuyết giảng đoạn 16 và 17. Dạ, Nam Mô Bích Tha Dạ. Nam Mô Bích Tha Dạ. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Sang Kha Dạ. Nam Mô Ta Sa Phá Gà Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bô Đà Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Phá Gà Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bô Đà Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Phá Gà Hoa Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bô Đà Ha Sa. Ram Ma Cha Lô Ca Ti Ba Ti Sam Ba Ti Ca Tan Cha Li An Thị Va Ra A Ya Cha Tam San Ti Tha Sát Tập Ba Ra Chấp Kha Cha Ti Ca Đệ Sê Tu Tham Măng A Nu Căm Vi Măng Ba Chăng Sa Tham Ma Phê Điêm Vi Na Dánh Cha Ca Dân Su Tan Cha Băng Thăng A Thi Tham Ma Chăm Măng A Cô Ta Dân Tơ Ta Tu Sắp Cha Đăng Đăng Ba bơ thà nay về và đi xa và mạnh chê. Ê quang sa hâm bà tì râm ma bà gà văn tăng à gia cha thà tuấn hi pha quê nà tăng vua thơ cà ruồn nhai nà thì qua xa già tán ha vua tha gia bà nê na mì gà đa dăng ta tô ga tô bánh cha quách cha đa dơ nây dê à măng ba dê sĩ thăm ma tô ta tô ba phu thì xăm vua thô à nu na thăm mà đê sa năng Ma ga wa sa ni đề si si sa ta nan a tha sinh tha cần tế na sa thu ai giờ phân tế tế sê tu thấm mà đề sa năng sa pa di tha ba di sa gia a nu cầm mâm bi ca ta về chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi biết lòng mở đạo giải đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí trí còn Nam Mô Bích Tha Dạ. Dạ con xin phép được đọc chánh kinh hai đoạn ngày hôm nay và con sẽ cung thỉnh thượng tọa pháp tăng từ bi thuyết giảng ạ. Nam Mô Bích Tha Dạ. Hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2019 kinh tiểu bộ Itivut Taka chương 1 một pháp phẩm 2 bài 16 và 17 do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt. Đạo tràng chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải. Dạ con xin đọc đoạn 16 ạ. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, với tỳ kheo hữu học, tâm chưa thành tựu đang sống, cần cầu vô thượng an ổn, khỏi các truyền ách,
Sau khi làm thành nội chi phần, ta không thấy một chi phần nào khác được nhiều lợi ích như vậy. Này các tỳ kheo, tức là như lý tác ý. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo, tác ý như lý tác ý, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Vị tỳ kheo hữu học, hành như lý tác ý, không một pháp nào khác nhiều lợi ích như vậy để đạt cho bằng được lợi ích thật tối thượng. Vị tỳ kheo như lý, tinh tấn và tinh cần, có thể thành đạt được tự đoạn diệt khổ đau. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Đoạn 17. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, với vị tỳ kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn, khỏi các triền ấp, đi làm thành ngoại chi phần. Ta không thấy một chi phần nào khác được nhiều lợi ích như vậy. Này các tỳ kheo, tức là làm bạn với thiện. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo làm bạn với thiện, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Tỳ kheo làm bạn thiện, tôn kính là kính trọng, làm theo những lời nói của bạn bè thân hữu, tỉnh giấc và chánh niệm, vị ấy sẽ từng tự đạt được sự hoài diệt tất cả mọi kiết sử. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, con xin thay mặt đại chúng thông dung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Tăng Từ Bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ con kính Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dân mít đến sư. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng ở trong room. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay tiếp tục chúng ta học bài 16 La Mã và 17 La Mã ở trong tiểu bộ kinh của kinh Phật Thuyết Như Vậy. Trước khi học bài học hôm nay, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Abhivadimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Swakato Phagavata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Subhatibano Phagavato Savakasanko Sankang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng, các ngài đã đắc quả thánh và còn phàm là mô phạm của nguồn sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho Chư Tôn Đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, quý vị có nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn Châu Phan, cảm ơn Rạng Đông rất nhiều, Nhật Quỳnh. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ học qua đoạn 16 La Mã và 17 La Mã. Trước tiên là tôi sư xin được giảng cái đoạn số 16 La Mã trước. Phần chánh văn thì khi nãy chúng ta đã nghe cô Nhật Quỳnh đọc, tôi chỉ sư chỉ đọc sơ lại để chúng ta tìm ra pháp mà chúng ta giảng. Đức Phật ngài nói này các tỳ kheo, với một vị tỳ kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ổn, thoát khỏi các triền ách. Sau khi làm thành nội chi phần, ta không thấy một chi phần nào khác được nhiều lợi ích như vậy. Này các tỳ kheo, tức là Như Lý Tác Ý. Này các tỳ kheo, tỳ kheo tác Như Lý Tác Ý từ bỏ bất thiện tu tập thiện. Thế Tôn nói lên ý nghĩa này ở đây, điều này được Thế Tôn được nói đến. Vị tỷ kheo hữu học, hành Như Lý Tác Ý, không một pháp nào khác nhiều lợi ích như vậy để đạt cho bằng được lợi ích thật tối thượng. Vị tỷ kheo Như Lý tinh tấn và tinh cần, có thể thành đạt được sự đoạn diệt khổ đau. Thì ở đây chúng ta thấy có một cái chi pháp, nhưng mà trước tiên đó là chúng ta sẽ nói đến cái điều mà Đức Phật này nói ở đây, tức là một vị tỳ kheo hữu học. Tỳ kheo hữu học, hữu học ở đây có thể hiểu là ngay cả những người phàm phu và các cái bậc thánh hữu học thì bậc thánh tam đến sơ quả, nhưng mà hữu học ở đây còn chỉ cho những người phàm phu nè, chứ không phải là các bậc thánh đâu. Không đâu. Như vậy thì trên cái con đường tu tập của một cái vị hữu học như vậy đó, thì cần thoát khỏi an ổn, mà thoát khỏi các cái triền ách khổ ách đó, triền cái khổ ách đó, thì rõ ràng là có một cái pháp duy nhất, đó là Như Lý Tác Ý. Như Lý Tác Ý ở đây đó là trong cái chi pháp á, nó là Yoniso Manasikara. Chúng tôi nhớ cách đây khoảng 30 năm, lúc đó chúng tôi đi học giáo lý thì được một vị sư Nam Tông dạy ở trong một cái lớp học. Thì lúc đó dạy theo cái chương trình song ngữ. Song ngữ tức là vừa Bali mà vừa Việt. Tức là nội dung của bài kinh đó là dạy cái bài kinh Thập Thượng. Thập Thượng là bài kinh Dasaputra Sutra đó, tức là bài kinh nằm trong trường bộ kinh. Thì nội dung của bài kinh đó là các cái chi pháp, nói chung là các cái chi pháp không. Thì trong đó có một cái chi pháp mà chúng tôi nhớ mà mấy chục năm trước rồi, ngày Xá Lợi Phất ngày dạy trong cái bài kinh đó, đó là Yoniso Manasikara Bahukara Thamma. Bahukara Thamma tức là khéo tác ý là một pháp đa tác dụng, nhưng mà nếu mà không khéo tác ý á, thì đằng trước nó có cái chữ là Ayoniso Manasikara Thamma, tức là cái pháp này đó là một cái pháp dẫn đến cái phần tai hại. Mình hiểu cái sự lợi ích lớn và cái sự tai hại thì chúng ta sẽ hiểu ra cái ý nghĩa mà Đức Phật này dạy là khéo tác ý, tức là Ayoniso Manasikara. Trước tiên đó là khi mà mình nói đến cái chuyện mà khéo tác ý đó, là một pháp mà ngài Xá Lợi Phất ngài nói là có cái phần lợi ích rất lớn
lợi ích rất lớn, như là ở trong nội dung bài kinh này. Khi mà chúng ta đang trên con đường tu tập á, thì có lẽ là chúng ta cần, điều mà cần thiết cấp bách nhất cho cái đời sống tu tập của chúng ta đó, làm sao chúng ta thanh lọc được cái phiền não ở nội tâm. Thì cái việc đó là việc chính. Bởi vì chỉ có trừ khi nào một người mà thanh lọc hết phiền não thì người đó mới hoàn toàn giải thoát. Còn một người mà thanh lọc một ít phiền não thì đã giải thoát được một phần nào đó. Còn người mà chưa thanh lọc được phiền não thì còn luân hồi tiếp diễn và khổ đau vẫn tiếp diễn. Thì cái việc chính á, của một cái người tu tập là làm sao để thanh lọc phiền não. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy rằng khéo tác ý. Cái khéo tác ý ở đây đó là sao? Xin thưa quý vị, đó là cái mà chúng ta suy tư. Suy tư, chúng ta suy tư như thế nào? Chúng ta suy tư như thế nào? Chúng ta suy tư bằng một cách khéo. Thí dụ như bây giờ nè, có một người thấy rằng là kiếp sống của con người của mình nó quá ngắn ngủi. Nếu như một người mà phát hiện ra mình đang có một cái bệnh trầm kha mà bản án tử của mình nay mai mình sẽ chết, ví dụ như là bệnh ung thư, ví dụ vậy đi. Thì ung thư thì nếu mà quý vị chữa tích cực thì nó kéo được một thời gian nữa, còn nếu không chữa được nữa hay hoặc là nó ở giai đoạn thời kỳ thứ ba đó thì có lẽ là chúng ta không còn chữa được nữa, nó di căn là chúng ta không còn chữa được nữa, mà cái bản án đã tính bằng tháng bằng ngày thôi. Có nghĩa là mình biết chắc như vậy. Thì nếu mà mình vướng vào một cái bệnh như vậy mà mình suy nghĩ là nếu như một cái thông thường, một người thông thường á, thì người ta cứ nghĩ rằng bây giờ mình sống không được bao nhiêu nữa thì mình cố gắng mình hưởng thụ cho cuộc đời này cho thoải mái đi. Muốn ăn cái gì thì ăn, muốn chơi cái gì thì chơi, muốn nghĩ cái gì đó nghĩ, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Ở đây ý chúng tôi muốn nói tức là ngay cả mình nói, mình suy nghĩ, mình làm những cái việc mà sằng bậy đó thì mình cũng làm, bởi vì mình nghĩ rằng mình không sống được bao lâu. Có những người nghĩ như vậy. Có những người nghĩ như vậy. Họ nói rằng là mà kiếp sống người cũng không có bao lâu đó, cho nên là ngày nào sống được trên cuộc đời này thì người ta tận dụng cái ngày đó, người ta ăn chơi. Ăn chơi trác tán, người ta mặc sức sự thụ hưởng. Nhưng mà người ta không nghĩ rằng mình phải giống như là mình tích lũy những cái thiện pháp á thì nó tốt hơn. Thay vì người ta tích lũy những cái hành trang gì cho chính bản thân của họ, mình sẽ thấy rằng là nếu mà cuộc đời của mình mà nếu mà mình cái mạng sống của mình nó gần kề cận với cái chết á, thì có lẽ là mình, nếu một người có khéo tác ý thì khác. Người khéo tác ý thì nghĩ rằng mạng sống của mình nó ngắn như vậy thì do vậy thì mình phải biết tích lũy những điều thiện, mình cố gắng mình tạo những cái hành trang cho chính mình. Thì cái người mà khéo tác ý là thiện pháp từ trong tâm của họ có thể sinh ra rất là nhiều, và họ có thể thực hành được những cái thiện pháp. Chúng ta quay lại một cái câu pháp cú mà chúng ta nhớ rằng Đức Phật có dạy rằng nếu người sống trăm năm không biết pháp sanh diệt, chỉ bằng sống một ngày mà được rõ được biết. Nếu mà mình biết rằng bản thân của mình đang hủy diệt đó, thì mình phải có một cái khéo tác ý, tức là mình tích cực, mình tạo dựng cái hành trang cho chính mình. Đó là phước báo công đức. Bởi vì mình xét thấy rằng là khi mà mình chết thì mình không có đem theo được cái gì hết. Cái người anh hùng mà người ta đánh đông dẹp bắc, người ta đánh đâu người ta thắng đó, thì cùng lắm là người ta để một cái bia đá ở trên đó ghi cái người đó là anh hùng thôi. Bản thân cái người đó không đem theo được gì, họ chỉ có để lại cái tiếng lại một thời. Cái đó tùy thuộc vào lịch sử nhìn nhận họ. Họ anh hùng cho dân tộc, anh hùng cái gì đó thì tùy cái việc đó mà lịch sử để nhìn nhận họ. Nhưng mà bản thân của mình trước khi mà mình ra đi, từ bỏ cõi đời này đó, quý vị biết rằng đối diện trước cái chết đó, thì có lẽ là nó khủng khiếp lắm.
Chúng tôi xin thưa quý vị rằng chúng tôi mới đi đám tang vừa về tới đây, mới vừa liệm xong, chư tăng vừa liệm xong ở cách chúng tôi khoảng 20 mấy cây số. Mới vừa liệm xong, bà cụ mới 80 tuổi. Mới ngày nào bà cụ còn đây chở bệnh viện có khoảng chừng 3-4 ngày nay thôi. Giờ trở về thì bà cụ đã mất rồi. Nếu không có máy để trợ thở thì có lẽ là cụ chết từ trong bệnh viện này, trở về nhà có 1 tiếng, không tới tiếng đồng hồ sau nữa là bà cụ mất. Thì chúng tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái mạng sống của chúng ta nó ngắn ngủi lắm, và không có đem theo được cái gì hết. Tài sản cũng bỏ lại cho con cái nè, cho người khác nè, nhà cửa cũng để lại nè, tất cả các thứ không có đem theo được cái gì hết. Chỉ đem theo cái hành trang, tức là bao gồm cả phước và tội, hay là thiện nghiệp và ác nghiệp mà thôi. Cho nên nếu như một người có khéo tác ý thì ta nghĩ là mình mạng sống mình ngắn như vậy đó, thì mình cố gắng mình tích cực đi, mình tích cực tạo cái hành trang cho chính mình. Bởi vì cái đó không ai chiếm đoạt mình được hết, và cũng không ai làm cho mình được, mà phải tự thân mình làm cho mình. Đó là một trong những cái khéo tác ý. Còn một người không khéo tác ý thì nghĩ là mạng sống nó ngắn quá, cho nên là mặc tình mà ăn chơi trác táng, hay là cứ việc buông xuôi theo cái gì mà mình thích. Thì rõ ràng cái khuynh hướng của người phàm phu đó, thì thích những cái quấy cái sai không à, chứ ít có bao giờ thích những cái đúng đó. Thế là họ có những cái suy nghĩ lệch lạc, mà không khéo tác ý thì đó là một cái phần tai hại. Như chúng ta đã nghe ngài Xá Lợi Phất đã từng nói là không khéo tác ý là một pháp dẫn đến phần tai hại, nhưng mà khéo tác ý là một pháp đa tác dụng, pháp mang đến nhiều cái lợi lạc lớn. Đó là một trong những cái điều mà khéo tác ý. Chúng tôi quay lại ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có ví dụ cái hạt thóc. Nếu một người mà không khéo đó, thì quý vị nhớ cái hạt lúa của mình á, thì nó theo cái hình dài và nó có hình cọng, hình sợi. Thì hai cái đầu dài đó nó có cái mũi nhọn. Thì cái người mà nắm không khéo á, mà nắm bằng hai cái đầu nhọn bóp mạnh vô, thì tức là cái tay của mình sẽ bị lủng và sẽ ướt máu, lủng sẽ chảy máu. Thì Đức Phật ngày nói là cái người không khéo tác ý cũng giống như vậy, giống như là chúng ta cầm cái hạt lúa mà chúng ta lấy hai cái đầu nhọn chúng ta bóp vô á, thì có lẽ là chúng ta phải bị lủng cái da tay của chúng ta, chúng ta sẽ bị chảy máu thôi. Còn nếu khéo tác ý là chúng ta cầm cái hạt lúa bóp thật mạnh, nhưng mà chúng ta bóp bằng cái chiều ngang của hạt lúa, thì có lẽ là chúng ta không có bị lủng cái tay. Thì khéo tác ý nó giống như vậy, khéo tác ý như vậy. Một cái ví dụ nữa đó là chúng tôi xin thưa rằng là khéo tác ý là sao? Khéo tác ý ở đây là tâm mình đặt đúng hướng. Đúng hướng. Có nghĩa là khi mà mình có khéo tác ý, có nghĩa là mình nghĩ từ ở một cái cảnh nào, cũng là một cái cảnh đó nha quý vị. Nhưng mà một người có khéo tác ý thì khác, một người không có khéo tác ý thì họ sinh ra tâm bất thiện. Sinh ra tâm bất thiện. Cho nên ở đây đó, nếu mà cái điều nữa nó là mình thấy vạn vật ở trên cuộc đời này đó, là nếu mà mình để tâm của mình mà buông trôi theo các cái trần cảnh, thì có lẽ là tâm của mình nó sẽ bị dông rủi. Dông rủi ý chúng tôi muốn nói là nó sẽ chạy đây chạy đó đó. Nó dông rủi, nó chạy đây chạy đó giống như con ngựa vậy đó. Mà nó chạy đầu này chạy đầu kia, chạy tới chạy lui đó, thì nó không có định trụ là một chỗ. Thì tâm vọng động cũng giống như vậy. Tâm vọng động cũng giống như vậy. Khi mà tâm vọng động á, thì có lẽ là chúng ta sẽ gây lại những cái đau khổ, mà ở chỗ là chúng ta đặt cái tâm của mình bị lệch hướng. Tâm của mình bị lệch hướng. Mà lệch hướng thì có lẽ là mục đích giải thoát á, thì một đường, nhưng mà chúng ta đặt là hướng là có nghĩa là chúng ta đi một cái đường sanh tử luân hồi, chúng ta đi một cái đường khổ đau, chứ chúng ta không đi một cái con đường an lạc. Đó chính là không khéo tác ý.
Mà khéo tác ý có nghĩa là chúng ta đặt cái tâm của mình đúng hướng. Khéo tác ý là sao? Khi mà chúng ta suy nghĩ những điều gì để rồi chúng ta có một cái suy nghĩ và khiến cho chúng ta có lời nói và khiến chúng ta có cái hành động, thì cái suy nghĩ đó phải suy nghĩ để hướng cái tâm chúng ta đến cảnh thiện. Tâm chúng ta hướng đến cảnh thiện, và chỉ có cảnh thiện á, thì chúng ta mới có thể là từ cái suy nghĩ thiện đó thì chúng ta mới nói năng thiện và chúng ta mới có thể hành động thiện được. Thì cái mà khéo tác ý nó lợi lạc là như vậy. Cho nên nếu một cái người tu á, là nhiệm, như chúng tôi đã thưa ban đầu á, là nhiệm vụ chính của chúng ta đó là thanh lọc phiền não. Chúng ta có tu được thời gian bao lâu không cần biết. Thời gian cho một bằng tính bằng năm, thời gian tính bằng tháng, hay là thời gian tính bằng một kiếp sống, hay là cả nhiều kiếp. Nếu mà khi nào mà chúng ta chưa thanh lọc được phiền não thì có lẽ là chúng ta còn luân hồi, còn khổ đau mãi mãi. Bởi vì mình hiểu có rõ ràng là cái gốc rễ của khổ đau á, bắt nguồn từ ở phiền não mà ra. Bắt nguồn ở phiền não mà ra. Mà cái nhiệm vụ tu của người tu á, nhiệm vụ chính của người tu á, là làm sao thanh lọc phiền não mà thôi. Cho nên là ngày nào mà phiền não chưa thanh lọc được thì có nghĩa là chúng ta còn luân hồi, còn khổ đau. Còn khổ đau nhiều. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu rằng không khéo tác ý là một pháp mà đưa đến cái phần tai hại, đưa đến cái phần tai hại rất là lớn. Mà khéo tác ý là một pháp đưa đến phần lợi lạc lớn, tức là pháp mà đa tác dụng, lợi lạc lớn cho cái đời sống tu tập của chúng ta, dù là trên phương diện nào, trên phương diện pháp học, trên phương diện pháp hành, trên cái phương diện hành xử trong đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta có một cái khéo tác ý thì có lẽ là thiện pháp từ ở trong tâm chúng ta có thể dễ dàng sanh khởi. Ở đây chúng tôi xin thưa quý vị rằng là một khi mà mình có khéo tác ý đó, thì từ thiện pháp ở trong tâm của mình sẽ tự động sanh khởi. Là nếu như một người mà có khéo tác ý, tu bằng với cái đức tin, tu bằng với cái sự hiểu biết của mình, tức là trí tuệ, thì có lẽ là cái sự tu của người đó sẽ được vững chãi, tu của người đó sẽ được bền vững trong cái đời sống tu hành. Như vậy thì khéo tác ý ở trong cái hoàn cảnh nào cũng vậy, ngay cả trong cái suy nghĩ hàng ngày của mình, nếu mà mình có khéo tác ý, suy nghĩ cho nó đúng. Điều gì là vô thường thì chúng ta phải nhận biết vô thường, chứ chúng ta đừng cho nó là thường. Thế gian là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Chúng ta đừng có nghĩ ngược lại là thế gian là thường, lạc, ngã, tịnh, vân vân. Thế gian là khổ thì chúng ta phải biết khổ, chứ không phải là không biết khổ được. Cái khổ mà đối với người tu Phật của chúng ta, hay là khổ mà Phật giáo Đức đề cập đến ở trong tứ đế đó, thì cái khổ đó là chất thật. Chúng ta có ngày nay mà khoa học và văn minh tiến bộ, rồi các nhà sáng chế họ cũng tìm ra những cái phương tiện máy móc hay những cái thứ này thứ kia để giúp cho con người ta khổ, bớt khổ đó. Ví dụ bây giờ mình có chiếc xe mình đi á, thì có lẽ là mình thấy là đó là hạnh phúc, nhưng mà lợi đâu phải là bất cập hại đâu. Nó có những cái khác, cái hệ lụy khác từ cái mà mình có xe, nó khổ. Rồi cái mà mình có cái gì đó, thì nếu chúng ta có khéo tác ý thì có lẽ là chúng ta nghĩ nó là một cái sự tương đối mà thôi. Nó không có một cái gì là tuyệt đối, nó không có một cái gì tuyệt đối. Thì ở đây ý chúng tôi muốn nói, kể cả mình sở hữu bất cứ một cái thứ gì trên cuộc đời này mà mình nghĩ rằng cái đó là cái vĩnh cửu, hay là cái đó là cái chắc thật, cái đó là cái tuyệt đối, thì rõ ràng nó cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Nó không thể nào đó gọi đó là tuyệt đối. Cho nên nếu như một có khéo tác ý, ngay cả mình có cái bản, cái thân này, thì mình nghĩ rằng mình mượn cái thân này để mình tu tập, thì nó tốt hơn là mình có cái thân này, có cuộc đời này, thì mình mặc tình mà thụ hưởng cái gì mình thích thì mình cứ thụ hưởng.
Thì cái người nghĩ như vậy đó là rõ ràng là không khéo tác ý. Cái người mà nghĩ rằng không có đời sau nữa thì còn nguy hiểm hơn nữa. Bởi vì mình nếu như một người tu thì có tin có đời trước, đời sau, có luân hồi mà. Có sự trong sáng thanh tịnh và có chỗ ô nhiễm bất tịnh. Cho nên hả, có chỗ ô nhiễm bất tịnh thì phải có chỗ trong sáng thanh tịnh. Cái chỗ trong sáng thanh tịnh là cái chỗ mà để đưa cho con người ta đi đến sự giải thoát không bị ràng buộc. Còn nếu mà cái chỗ ô nhiễm bất tịnh thì rõ ràng là cái chỗ đó là trong dòng lẫn quẩn. Nó cứ khổ hoài á. Nó cứ khổ hoài. Cho nên cái khổ mà Phật giáo nhìn nhận là mình phải thấy rõ là trong ba cái tướng mà chúng ta thường được biết là vô thường, khổ, vô ngã. Cộng thêm một cái pháp nữa là bất tịnh. Bất tịnh là thể chất này nè, sắc thân này nè là bất tịnh. Nhìn cái gì nó cũng là bất tịnh hết á. Chúng ta cố gắng để che đậy bằng cái thứ này thứ kia đó thì những cái thứ đó nó không đủ khả vị khả dĩ để giúp cho chúng ta che đậy được đâu. Như vậy thì một người có khéo tác ý thì thiện pháp ở trong tâm của họ sanh khởi. Ví dụ như bây giờ nè, chúng ta có một cái người bạn, chúng ta có người bạn, người bạn đó có tốt có xấu đi nữa thì chúng ta nếu khéo tác ý thì có lẽ là người bạn sẽ gắn kết với chúng ta trong một chặng đường dài. Còn người bạn có thể giúp đỡ chúng ta, hay hoặc là ít ra cũng không làm gì tổn thương ở nội tâm của chúng ta bởi vì một cái người bạn không tốt. Ví dụ vậy. Mà nếu như mình có khéo tác ý thì có lẽ là mọi chuyện chúng ta sẽ thấy ổn thỏa, là dù người bạn đó có ngược đãi với mình, người bạn đó có xấu xa, nhưng mà mình vẫn giữ được một cái mức độ là ít ra trong nội tâm của mình được an lạc, không bị suy nghĩ bởi người bạn xấu đó, không bị khổ bởi người bạn đó. Không phải đắn đo nhiều, phải suy nghĩ nhiều. Một khi mà mình không thấy người đó không phải là một người bạn tốt thì mình cũng nên là hãy giữ một mức độ nào đó để tâm mình được an lạc. Cho nên là mình có phản ứng gì đi nữa thì cũng là cái nội tâm mình không được tốt thôi. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên cái chuyện mà khéo tác ý nó giúp cho chúng ta, dù là cái cảnh hay là con người, cái cảnh sống mà chúng ta trong mỗi cái cảnh mà mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm và ý chúng ta suy nghĩ, thì những cái các căn mà tiếp xúc với các cảnh á, các trần á, thì rõ ràng là trong mỗi cái căn để tiếp xúc với trần cảnh thì cái người tu đó, đó, cái người đòi hỏi được người tu tập, chúng ta cần phải có khéo tác ý. Bởi vì một khi khéo tác ý thì cái phiền não nó không sanh khởi lên, mà thiện pháp được sanh khởi. Không khéo tác ý là thì bất thiện pháp sanh khởi, mà thiện pháp bị mất đi đó, là không khéo tác ý. Còn khéo tác ý là thiện pháp ở trong tâm được sanh khởi, dù là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, nó sanh khởi lên. Nếu mà căn mà giao thoa với cảnh thì nó tạo nên xúc. Nếu chúng ta có khéo tác ý thì cái cảnh đó nó không phải là. Chúng tôi nhớ cái câu này ở bên Nho Gia họ có nói, đạo lão họ có nói là cứ giữ vô tâm cùng mọi vật, lo gì mọi vật phải dây mình. Chúng tôi mượn cái câu này không có nghĩa là tuyệt đối, nhưng mà cái câu này nó là cái câu nói giống như cái tâm của mình đó, là giữ cái tâm của mình. Mình giữ cái tâm của mình. Cảnh gió có thổi phướng động hay là tâm động thì cái chuyện đó là do mình. Giống như có cái câu chuyện mà một ông thầy chỉ lên cái lá cờ hỏi là lá phướng nó đang động hay là cái gì động, thì người kia thì nói là bạch thầy là do gió thổi cho nên lá phướng nó đang động. Thì cái người kia kỹ vậy lại, dạ thưa thầy, đó không phải là lá phướng động mà tâm động, tại vì tâm mình nhận thức cái đó, tâm mình nhận thức cái lá phướng nó đang động, rồi mình bị theo chiều hướng, theo chiều hướng. Và nếu như mình không khéo tác ý thì rõ ràng tâm bất thiện sanh khởi. Cho nên cái chuyện mà khéo tác ý này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thấy như vậy nè, chúng tôi khẳng định là một điều đó là khi mà một người có khéo tác ý thì rõ ràng là thiện pháp sanh khởi, bất thiện pháp được đẩy lùi. Còn không khéo tác ý thì dù cái cảnh đó nó có tốt cỡ nào thì nó cũng trở thành
cái tâm bất thiện sanh khởi lên, do không khéo tác ý. Vì vậy cho nên là Ngài Xá Lợi Phất nói là một khéo tác ý là một pháp đa tác dụng, có cái phần lợi lạc rất là lớn. Nhưng mà không khéo tác ý thì là một phần tai hại, bởi vì cái tâm đặt sai hướng. Giống như chúng ta cầm cái hạt lúa mà chúng ta lấy hai cái đầu nhọn chúng ta bóp lại, thì một lát sau là tay chúng ta phải, hai ngón tay chúng ta sẽ bị lủng một lỗ, hai cái lỗ làm bị thiếu máu liền. Còn nếu chúng ta đặt đúng hướng là chúng ta cầm cái hạt thóc đúng là dẹp theo cái chiều dẹp, nó không có bị đâm lủng những ngón tay của chúng ta. Như vậy thì ở đây cái chiêu pháp thứ nhất mà chúng ta được học là bất cứ gọi là một vị tỳ kheo hữu học, thì chúng ta hiểu hữu học ở đây không nhất thiết là bậc thánh hữu học, mà đối với là những người phàm phu á, chúng ta đang tu tập mà. Hữu học có nghĩa là chúng ta đang tu tập, đang được tiến dần, đang tu tập để được tiến dần. Và để làm sao đoạn trừ phiền não, để chấm dứt khổ đau, đó là cái việc chính của một cái người tu. Khi mà chúng ta nghe được cái việc mà không khéo tác ý đó, và khéo tác ý đó. Như vậy thì cái trong cái câu Phật ngôn là Yoniso Manasikara, tức là khéo tác ý, ngược lại đó là không khéo tác ý là Ayoniso Manasikara, là như vậy. Bây giờ chúng ta qua một cái chi pháp thứ hai trong nội dung bài giảng này, tức là ở 17 La Mã đó, thì 17 La Mã ở đây Đức Phật dạy điều này đã được Đức Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Đây là một cái đoạn mà để nói tương thực lại thôi, của một vị nữ thánh cư sĩ được nói đến. Này các tỳ kheo, với một vị tỳ kheo hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống trần cấu, vô thượng an ổn, an ổn khỏi ách truyền. Ách truyền, ách truyền ở đây chúng ta hiểu là sự trói buộc. Ách truyền là sự trói buộc, sự đè nặng. Sau khi làm thành ngoại chi phần, ta không thấy một chi phần nào khác được nhiều lợi ích như vậy. Này các tỳ kheo, tức là làm bạn với thiện, tức là làm bạn với thiện. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo làm bạn với thiện, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. Thế Tôn nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Tỳ kheo làm bạn thiện, tôn kính và kính trọng, làm theo những lời nói của bạn bè thân hữu, tỉnh giác và chánh niệm, vị ấy sẽ tương tự đạt được sự hoại diệt tất cả mọi kiết sự. Rồi bây giờ chúng ta sự tìm hiểu được cái từ mà gọi là bạn với thiện. Là bạn với thiện ở đây đó là có nghĩa là gì quý vị? Nó có nghĩa là một, thứ nhất là về mặt bên ngoài á, là chúng ta chơi với bạn á, thì chúng ta lựa bạn tốt mà chơi. Bạn tốt mà chơi. Cái bạn tốt mà trong Phật giáo Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy cũng ở trong kinh thượng, thì Ngài dạy rằng có bốn cái pháp tiến hóa, thì trong đó có một cái gọi, cái pháp gọi là gần gũi với bạn lành, tức là Kalanjanamittata. Kalanjanamittata có nghĩa là bậc thiện hữu trí thức, bậc thiện hữu. Như vậy thì với một cái người tu á, chúng ta được nghe trong kinh ấy, các bậc xuất gia thì có bạn gọi là bạn đồng phạm hạnh. Bạn đồng phạm hạnh là có đồng chung một niềm tin, có đồng chung một giới luật, có đồng chung một sự hiểu biết, tức là trí tuệ, đồng chung một chí hướng để hướng đến sự giải thoát. Đó là bạn đồng phạm hạnh. Còn đối với cái người cư sĩ chúng ta là những người bạn lành là gì? Là những người có thân khẩu ý, có một cái hành động tốt, có quy y tâm trọn đời quy ngưỡng Phật Pháp Tăng, rồi ít ra thì cũng giữ giới, hoặc là năng thường xuyên làm được những cái điều thiện. Chúng ta thấy không, trong kinh nói á, mình làm điều ác thì mình mang cái nghiệp, mình tùy thủy với cái nghiệp ác của người khác á, thì mình coi chừng mình cũng bị mang nghiệp. Thì cũng tương tự như vậy, mình thấy người khác làm điều thiện và mình cùng chung người khác làm điều thiện thì mình có phước, và mình tùy hỷ với cái thiện nghiệp của người khác làm á, thì rõ ràng là mình cũng được cái sự an lạc, cũng có phước.
an lạc cũng có phước. Như vậy thì mình làm với làm bạn với người bạn lành á, chữ kalanjana mittata có nghĩa là tìm một người bạn thiện trí đức, là một nhân để tiến hóa. Bởi vì mình chơi với ai thì cũng phải kiếm cái người bạn lành mà chơi, bạn lành mà chơi. Bạn lành mà ở đây chúng ta hiểu đó, cái bạn lành ở đây đó, có một điều đó, cái từ bạn mà ở trong Phật giáo được nói đến đó, không phải nó giới hạn ở trong cái bạn như bên ngoài người ta kể, xã hội người ta kể là bạn đồng trang lứa, bạn đồng ăn chung, ngủ chung, chơi chung, rồi làm việc chung là bạn, rồi tuổi thì có thể xích xoát với nhau tuổi lớn hoặc là nhỏ hơn vài tuổi, nhưng mà rồi đó thì cái bạn đó là định nghĩa theo bên ngoài, nhưng mà bạn trong Phật giáo là những người mà có tâm từ, người có tâm từ. Như vậy thì mình chơi chung với một cái người nào mà họ có tâm từ với mình, họ thương tưởng quý mến mình, thì mình nên chơi với người đó. Như vậy thì ở đây đó, kể cả nếu như cha mẹ mình cũng được gọi là bạn, bởi vì cha mẹ có tâm từ, cha mẹ là bóng mát, cha mẹ là che chở cho con, hay là cha mẹ có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả với con, là cái chỗ nương tựa cho con, ví dụ vậy. Thì ở đây mình đừng nghĩ là cha mẹ là cái người cao, người lớn theo cái suy nghĩ ngày xưa. Thì rõ ràng là cha mẹ là cái người mà không phải là hoàn toàn có những cái sự khoáng biết hết tất cả. Có nhiều khi người ta nói đó, người ta dạy con đó, là người ta đặt người ta vào trong một cái vai trò người bạn của người con, chứ người ta không nhất thiết là người cha của người con hay là người mẹ của người con mà người ta dạy được. Cho nên nhiều khi ở trong cái người bạn á, thì ở đây muốn nói ngay cả những người mà có tâm từ với chúng ta, thì trong đó có thể làm cha mẹ chúng ta là cũng là bạn bè. Cái thứ hai nữa đó là thầy tổ của chúng ta, nếu mà có tâm từ với chúng ta đó, thì cũng được gọi là bạn, bởi vì giúp đỡ, hướng dẫn cho ta tu tập, dắt dẫn cho chúng ta đi đến cái con đường tu tập để thực hành những cái thiện nghiệp, thiện pháp trong đời sống hàng ngày, để chúng ta có được cái lợi lạc tu tập trên phương diện tu tập, thì thầy tổ chúng ta cũng là bạn. Còn đối với Đức Phật á, thì chúng ta cũng biết đó là Đức Phật có cái tâm từ với chúng ta mà. Đức Phật có bi đức, có trí đức, có tịnh đức, mà lòng từ bi của Đức Phật rộng lớn. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ nương tựa. Phật là nơi nương tựa cho chúng con, nương tựa tối thượng cho chúng con. Pháp là nơi nương tựa tối thượng cho chúng con. Và Tăng là nơi nương tựa tối thượng cho chúng con. Tối thượng tức là không chỗ nào cao hơn ấy. Không nào cao hơn. Như vậy thì ở đây có thể hiểu rằng là những cái người mà có tâm từ với chúng ta, ngay cả những cái người mà đồng chung phạm hạnh với ta, ví dụ như người cư sĩ thì có tam quy ngũ giới hay là bát quan trai giới, thì đồng đều giống như nhau, giới hạnh giống như nhau, niềm tin giống như nhau, chí hướng giống như nhau, sự hiểu biết của mình giống như nhau. Giống như nhau ở đây là hiểu trong trí tuệ, hiểu có bằng cái trí tuệ, hiểu ở trong chân lý, bằng sự thật chân lý, thì cái hiểu đó nó là hiểu đúng chánh pháp. Hiểu đúng chánh pháp. Như vậy thì cái những cái người mà có những cái tâm từ với chúng ta thì người đó được gọi là bạn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đó là khi mà chúng ta chơi chung với những cái người bạn lành thì có cái nhân tiến hóa cho chúng ta, như là Ngài Xá Lợi Phật đã nói. Cái thứ hai nữa là chúng ta suy tư những điều thiện. Bây giờ mình tập cho mình suy tư những cái điều thiện đi. Thay vì là một người mất niềm tin, người ta nói năng mất niềm tin, hành xử mất niềm tin, thì mình là cái người hành xử có niềm tin, nói năng cũng phải có niềm tin. Niềm tin ở đây là gì? Tin tam bảo, tin nhân quả, tin nghiệp báo, tin luân hồi. Chúng ta tin, tin chỗ thanh tịnh và tin nơi ô nhiễm, tin biết rõ vậy, có cái pháp đưa đến thanh tịnh và có pháp đưa đến ô nhiễm. Khi mà mình có cái tin như vậy đó, là một trong những cái sự mình có suy tư đúng đắn. Chúng ta thấy trong Bát Chánh Đạo có cái về vấn đề mà chánh tư duy đó, thì tư duy về vô dục
tư duy về vô hận và tư duy về vô hại, đó là chánh tư duy. Cứ nghĩa là tư duy làm như thế nào, chúng ta suy tư như thế nào để lòng tham của chúng ta đừng sanh khởi, thì cái đó gọi là tư duy vô dục. Tức là lòng tham ở đây, ý chúng tôi muốn nói tức là tham trong ngũ dục, tham ái luyến trong cái đời sống hiện hữu, hay là tham bất cứ một cái gì đó về cái sở hữu bất cứ sắc, tinh, ký, vị, xúc, hay là sở hữu cái này, sở hữu cái kia. Khi lòng tham sanh khởi thì nó là sự chướng ngại, đó là trở ngại. Thì như vậy thì khi mà một người có chánh tư duy, hay là mình suy tư một cách chân chánh, tư duy vô dục, có nghĩa là để cho lòng tham không sanh khởi. Suy tư như thế nào thì để cho lòng tham không sanh khởi, hay là tâm tham không sanh khởi, thì rõ ràng là cái đó đó cũng chính là cái mà chúng ta có thân cận với bạn mà. Tư duy về vô hận, tức là dù có ai có làm mình như thế nào thì cái việc mà cảnh người tất cả các thứ đó thì chúng ta không nên chấp nhiều. Chấp nhiều là khổ nhiều. Nếu mà mình giận ai nhiều thì có rõ là mình tự mất ăn mất ngủ nhiều, tự mình suy nhược nhiều, chứ mình cũng không. Và ngược lại đó là mình thích thương thích cái gì nhiều quá thì làm cho mình nôn nóng, làm cho mình bị thiêu đốt bởi lửa tham. Nhưng mà mình sân hận, mình bực bội với ai nhiều quá thì mình cũng bị thiêu đốt bởi lửa sân mà thôi. Trong ba cái ngọn lửa đó, lửa tham, lửa sân và lửa si, bảy ngọn lửa tất cả. Nhưng mà ở đây muốn nói tức là ba cái ngọn lửa gọi là căn gốc của phiền não đó, thì lửa tham, lửa sân và lửa si đó, thì chúng ta đang bị thiêu đốt. Thì cái gọi là có bạn lành ở đây đó là nhờ mình suy tư chân chánh. Và cái suy tư nữa đó là tư duy trong một cái cách vô hại, tức là dù một chúng sinh nào có làm tổn thương hay không tổn thương ta, chúng ta không phải vì vậy mà hại, hay là người đó làm hại. Thường thường là chúng ta nghĩ là họ làm hại mình, hoặc là làm hại người thân của mình, hoặc là họ làm lợi cho cái kẻ thù của mình, vân vân. Vì suy nghĩ như vậy cho nên là mình phải khổ thôi, mình phải khổ lụy bởi người đó, hay là mình phải bị tư duy một cách là hận thù quán với người đó. Đằng này mình có một cái tư duy chân chánh, tức là tư duy vô hại, tức là không có làm tổn thương bất cứ một sinh vật nào, dù người đó có xấu hay là tốt như thế nào, mình cũng không làm tổn thương. Chúng ta làm như vậy cũng có nghĩa là chúng ta trau dồi cái tâm của chúng ta trở thành cái tâm của một bậc thánh. Ta nghe ở trong câu Pháp Cú có một cái câu là nếu tên thánh không còn giết hại, còn giết hại chẳng phải thánh đâu. Thánh là hiền đức thanh cao, thánh không sát hại đau sầu chúng sinh. Như vậy thì mình không nghĩ đến làm tổn thương, tổn hại bất cứ một sinh vật nào, thì có nghĩa là chúng ta tập cho chúng ta có một cái tâm thánh ở trong này. Mà nhiều chúng ta chưa phải là thánh, nhưng mà chúng ta tập cho chúng ta có cái tâm thánh. Chúng ta có tâm thánh. Như vậy thì ở đây cái làm bạn trong cái nghĩa thứ hai nữa là làm bạn lành đó, là chúng ta phải suy tư, suy tư tốt, suy tư để loại thiện pháp nó có thể sanh khởi. Cái thứ ba nữa đó là bạn lành ở đây là chúng ta nói năng hay là chúng ta làm việc gì đó cũng luôn làm việc thiện, luôn nói năng những điều thiện. Tuy là lời nói nó cũng chỉ là lời nói gió thoảng mây bay thôi, tức là lời nói ra rồi thôi. Nếu mà bây giờ ngày nay người ta thu âm rồi lại, rồi ta phát ra làm bằng chứng, ví dụ vậy. Nhưng mà lời nói rõ ràng giữa người này với người kia cũng ai mà là thu âm làm gì, thì rõ ràng thì khi mà mình thốt lên những cái lời nó cũng là lời nói gió thoảng mây bay. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà một nói nó gây tổn thương cho người khác thì cũng không nên nói nào. Mà mình hãy nói, tập cho mình nói những điều thiện, nói những điều thiện, điều thiện, làm điều thiện, nói điều thiện, nó là một lẽ. Nhưng mà nói được điều thiện cũng là một cái ý tốt rồi, vì họ có tâm tốt họ mới nói được điều thiện. Ngay ít ra là trong phản khắc mà họ nói được những điều tốt á, thì ít ra là trong phản khắc đó họ đang sanh khởi tâm thiện, họ mới nói được tâm tốt, nói được lời thiện. Còn nếu như chúng ta tập cho chúng ta nói những điều ác, nhắm nhí, nói lời độc ác á, có những người nói ra thì phải nói là tục tằn thô lỗ,
nói ra phải nói như là một cái búa để mà chém chặt vậy đó, thì họ mới chịu lắm. Thì rõ ràng là nó quen, trong cái thường thân y duyên nó quen, nó quen. Cho nên là với một cái người tu, dù là mình nói trong những cái đời sống bình thường, cư xử hàng ngày đó, mình cũng không nên nói những cái lời độc ác. Bởi nói những lời độc ác, nói giống như là mình nói là ở bên Mỹ vậy đó, mình có ghét tổng thống, mình chửi tổng thống trước mặt tổng thống cũng không ai nói gì mình nhiều. Nhưng mà thử mình hành động một cái, mình làm tổn thương tổng thống cái là mình bị ở tù, hay là mình bị phạt giả thôi, chuyện đó làm sao khỏi. Nhưng mà ở trong Phật giáo á, là khi mà mình nói năng á, là mình cũng phải cẩn ngôn trong cái lời nói, rồi khẩu nghiệp của mình là phải là khẩu nghiệp thiện, chứ không phải là, rồi mình phải có, nếu chúng ta có hành động thì rõ ràng là chúng ta hành động những cái lời hành động thiện. Ví dụ như là người tu tập của chúng ta là luôn luôn giữ giới theo vai trò của mình. Người cư sĩ thì giữ năm giới hay là tám giới, bậc xuất gia thì giữ giới của các bậc xuất gia. Rồi mình cũng phải luôn luôn suy nghĩ, nói năng ở trong cái giờ tập cho mình làm cái điều thiện. Chúng tôi nghĩ rằng trong cái tu này, giống như Đức Phật Ngài có cái gọi là tự lợi và lợi tha. Tức là mình không làm lợi cái điều gì đó, vừa làm lợi cho mình, làm lợi cho người khác thì cũng nên làm. Phật nói như vậy. Phật nói như vậy. Cho nên làm gì mà có lợi cho mình mà có hại cho người khác thì cũng không nên làm. Có lợi cho mình mà có hại cho người khác thì cũng không nên làm. Có lợi cho người khác mà làm tổn thương cho mình thì cũng không nên làm. Mà cái gì làm lợi làm hại cả hai thì cũng không nên làm. Cho nên ở đây đó là khi mà mình hành động thì mình phải quen làm hành động thiện. Nói năng hay là hành động của mình cũng phải là hành động thiện. Mình quen làm nó trở thành thói quen. Cho nên trong kinh á, Tăng Chi Đức Phật có ví dụ rằng cái người làm ác á, thì khó làm điều thiện. Nhưng mà ngược lại là cái người làm thiện á, thì cũng khó làm cái điều ác. Ý chúng tôi muốn nói ở tức là cái gì nó vốn cái của mình thì cái đó nó trở thành cái thuần thục, cái quen. Cho nên là dù gì đi nữa mình quen làm cái điều thiện rồi, thì mình khi mà mình làm cái điều ác thì mình cũng phải suy nghĩ đắn đo nhiều lần lắm, coi có làm hay không. Còn cái người mà quen làm điều ác bắt họ làm điều thiện, nó điều này khó quá, nói dối quen rồi, bây giờ biểu người ta nói thật lại khó, nghề nghiệp không cho người ta nói dối. Hay hoặc là danh dự không cho người ta nói dối, vân vân, nhiều thứ. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta có danh dự là nói thật, chứ không phải là có danh dự mà nói dối. Thì ở đây ý chúng tôi muốn nói tức là mình làm bạn với thiện là cả suy tư cũng phải là gắn với điều thiện, rồi cả lời nói cũng phải là gắn với những cái việc thiện của mình, lời nói thiện. Và hành động trong đời sống hàng ngày, mình làm lợi ích cho người khác cũng là một điều thiện. Mình làm lợi ích cho mình tức là ít ra tự thân mình phải nỗ lực tu tập, trau dồi cho chính mình, sửa đổi cho chính mình, thì cái đó cũng là một trong những làm lợi thiện cho chính mình. Không làm tổn thương cho ai là được rồi, mà làm lợi cho chính mình trong cái việc tu tập cho chính mình thì đó là tốt. Hoặc là mình làm lợi ích cho những người khác cũng là tốt. Trong cái tự lợi và tự lợi tha đó, một trong những cái điều mà Đức Phật thường làm tức là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tức là làm Đức Phật thì trong kinh Pali có ba cái làm việc làm lợi. Một là lợi ích cho tự thân của mình, sự giác ngộ của mình. Hai là làm lợi ích cho thế giới, cho loài người, cho chúng sinh. Thứ ba là lợi ích cho quyến thuộc. Còn cái câu mà gọi là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn thì có thể nói rằng là mình phải tự giác tu tập cho chính mình, và mình đem cái lợi lạc này, đem cái lợi ích Phật pháp này, đem giáo pháp này truyền đạt cho nhiều người để họ đều được thực hành và họ có được cái sự lợi ích tương tự. Thì cái điều đó cũng cần làm, cũng cần làm. Thì chúng ta thấy rằng là
với một người mà làm bạn giới thiệu như vậy đó, thì Đức Phật ngày dạy ở đây đó là tập cho cái tâm của mình chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm là sự ghi nhận bất cứ một cái mảy may nào vậy, tức là cái hơi thở hay hoặc là cái niệm, ghi nhận niệm sao, đếm số sao, hơi thở ra hơi thở vô biết sao, rồi cả cái hành vi của mình nhỏ nhặt nhất, đi đứng nằm ngồi nháy mắt mình biết rõ nó mới quan trọng. Tức là mình ghi nhận, tỉnh giác là mình biết rõ, ghi nhận biết rõ. Chánh niệm là mình ghi nhận cái đó nó đang diễn ra. Còn biết rõ tức là biết rõ nó đang diễn ra như vậy, đang diễn ra như vậy, thì chánh niệm thường thường đó ở trong kinh gọi là Satisabhacchanyanchaimeduethammabhaukara. Ngài Xá Lợi Phất ngày dạy vậy. Tức là chánh niệm và tỉnh giác là hai pháp có nhiều tác dụng. Như vậy thì mình tập cái tâm của mình là có chánh niệm tỉnh giác trong đời sống, mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi suy tư, tập ở trong cái đời sống của mình bằng thiền tập, hay hoặc là ít ra thì cái tâm của mình có được cái chánh niệm tỉnh giác một cách liên tục như vậy, thì đó là điều tốt để cho giúp cho người đó loại trừ được cái phiền não, an lạc nội tâm, thanh tịnh. Thì hai cái chi pháp này rất là quan trọng, bởi vì thứ nhất là mình khéo tác ý để cho thiện pháp sanh khởi. Mình suy nghĩ làm sao để cho cái thiện pháp sanh khởi, ác pháp được đẩy lùi, đó là khéo tác ý. Và cái đó cũng là tâm mình đặt đúng hướng chứ không bị sai hướng, không bị sai hướng. Cái thứ hai nữa là làm bạn với thiện, tức là mình suy tư cũng phải là suy tư điều thiện, tức là chánh tư duy, tức là tư duy vô dục, tư duy vô hận và tư duy vô hại. Và khi mà mình nói năng thì mình nói bằng những cái thiện khẩu ngôn, thiện ngôn, thiện ngôn tức là nói những lời thiện, hiền thiện chứ không nói những lời ác, không nói lời độc ác, không có nói lời dối hay là không có nói lời vô ích, vân vân. Và khi mà mình hành động thì mình kiếm cái hành động, làm những cái hành động thiện như là giữ giới, như là bố thí cúng dường, như là cung kính Phật Pháp Tăng, như là một trong những cái thiện sự mà mình cơ đồi hàng ngày bằng cái hành động. Chúng ta thấy trong tâm thiện dục giới, đại biệt trong tâm thiện dục giới, trong diệu pháp có tâm thiện dục giới có tám tâm, gọi là tám tâm đại thiện. Mà tám tâm đại thiện đó, nó có thể thực hành bằng 80, bằng 10 cái việc khác nhau mà chúng ta thường được biết, như là 10 cái công đức thiện sự, 10 cái mà bồi bổ phước của chúng ta là Bunya Kiriya Vattu, tức là tạo ra phước đức, tạo ra phước vật, phước và phước trí, bằng 10 cái thiện sự là bố thí, rồi trì giới, rồi cung kính, rồi phục vụ, tùy hỷ khước, hồi hướng khước, thính pháp, thuyết pháp và cải chánh tri kiến. Nói chung là 10 cái thiện sự đó, làm tất cả. Chúng ta được con cái là người ở cõi dục của chúng ta, hay là thực hiện bằng những cái tâm thiện dục giới, chúng ta thực hiện bằng 10 cái thiện sự tất cả. Trong khi tâm thiện sắc giới hay là tâm thiện vô sắc giới thì chỉ bằng ý nghiệp mà thôi, không có thân nghiệp. Ý nghiệp tức là họ trao dồi bằng những đề mục thiền, họ định tâm trong một đề mục thiền, các cái chi thiền sanh khởi ở trong tâm của họ để gắn kết, để thanh lọc phiền não, để rồi là áp chế những cái triền cái, để thanh lọc những cái phiền não, thì rõ ràng là một trong những cái gì mà đời sống của họ thực hành thiện bằng ý nghiệp chứ không bằng khẩu nghiệp được, không bằng thân nghiệp được. Mà ngược lại cõi người của chúng ta đó, ở cõi dục giới nói chung và cõi người của chúng ta nói riêng, thì chúng ta thực hiện bằng môi sự, trong đó có thể thể hiện bằng thực hiện bằng thân, chúng ta thực hiện bằng suy nghĩ và đó là ý nghiệp, và chúng ta có thể thực hiện bằng khẩu nghiệp. Như vậy thì cả ba thân khẩu nghiệp thiện, thân khẩu nghiệp ý nghiệp thiện là nó cho cái quả lành, hay ít ra thì nó sẽ là thanh lọc cái nội tâm để dắt dẫn hướng chúng ta đến giác ngộ giải thoát trong tương lai, an lạc trong tương lai.
thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng được nhiều sự an lạc, Phật tử được sự an vui. Nam mô Bụt Thầy Gia. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân thượng Phật, Phật tôn giảng bài học ngày hôm nay.